đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022. Trong chương trình phát thanh hôm nay có bài An Giang nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thành phố tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Châu Đốc năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc yêu cầu Trung tâm Y tế ra soát tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 ngày 15 tháng 6 năm 2022 và phát huy vai trò của chính quyền ban ngành đoàn thể người dân tham gia công tác phòng chống sốt xuất huyết, triển khai giám sát chặt chẽ, việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất 100% tại gia đình thuộc khu vực ổ dịch, đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số vector trước và sau khi phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao, chủ động phun hóa chất diệt mũi để phòng chống sốt xuất huyết chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu điều trị và chuyển tiến kịp thời có kế hoạch phân tuyến điều trị hỗ trợ tuyến dưới tránh tình trạng quá tải bệnh viện tổ chức kiểm tra giám sát lòng ghép công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các điểm nóng các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch với công tác phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động khác. Các ban ngành tổ chức chính trị xã hội tích cực phối hợp với ngành y tế, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại dùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của mũi để tiến hành các hình thức diệt lăng quăng bọ gậy. Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Thông tư số 15 sửa đổi Thông tư số 65 về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực thi hành. Thông tư có nhiều điểm mới, trong đó có quy định về phạt nguội người vi phạm giao thông. Theo Thông tư số 15, khi người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm, Kết quả phạt ngội sẽ được chuyển đến công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú, nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã hoặc gửi đến công an huyện nơi người vi phạm cư trú. Hiện nay theo thông tư số 65, sau khi xác minh được người vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến thì mới gửi thông báo đến công an xã nơi người đó cư trú. Sau đó người vi phạm khi nắm được thông tin xử phạt phải quay lại nơi vi phạm để giải quyết. Một trong những điểm mới nữa của thông tư số 15 là thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô được kéo dài thành 20 ngày nhưng tính theo ngày thông thường chứ không phải ngày làm việc. Theo thông tư số 65 quy định là 15 ngày làm việc. Như vậy thì nếu sau 20 ngày kể từ ngày cơ quan công an gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến giải quyết thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của cục đăng kiểm Việt Nam lúc này nếu chưa giải quyết vi phạm mà đem ô tô đi kiểm định chủ xe sẽ bị từ chối đăng kiểm hiện nay người vi phạm luật giao thông có thể nộp phạt bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản có ghi trong quyết định xứ phạt chuyển khoản vào tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nộp phạt trực tiếp cho chiến sĩ cảnh sát giao thông nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính không ít. Theo thông tư số 15, người vi phạm sẽ có thêm cách để nộp phạt vi phạm giao thông, đó là truy cập cổng dịch vụ công của Bộ Công an theo địa chỉ dịch vụ công.bocongan.gov.vn để làm theo các bước hướng dẫn. Theo quyết định số 546 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 tất cả học sinh sinh viên đều tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường thông tin truyền thông, vận động học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhất là sinh viên, đưa tiêu chí học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025, quyết định yêu cầu quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về người lao động tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo, hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư, diêm nghiệp, có mức sống trung bình, hỗ trợ học sinh sinh viên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo giám sát kiểm tra đôn đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế bộ y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh tinh thần thái độ phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải tiến quy trình thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm y tế để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Hóa đơn điện tử góp phần cải cách hành chính hướng tới hoạt động quản lý hóa đơn thống nhất, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý công tác hóa đơn nhằm phòng chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận trôn thuế. Đối với tổ chức cá nhân mua hàng hóa dịch vụ, dễ dàng tra cứu và đối chiếu, giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy như in, mực in, vận chuyển, lưu trữ, giảm thủ tục hành chính thuế đối với tổ chức cá nhân bán hàng quá cung ứng dịch vụ tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi hơn giảm thủ tục hành chính giảm chi phí và giảm rủi ro còn đối với xã hội góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân của cơ quan thuế theo hướng tự động tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác mang nhiều lợi ích chung cho xã hội như tiết kiệm chi phí tài nguyên nguồn lực và bảo vệ môi trường Đối với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan, xây dựng cơ sở dữ liệu về quá đơn, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu phân tích thông tin, phục vụ điều hành, dự báo, hỗ trợ người nộp thuế, tuân thủ pháp luật về thuế và quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Góp phần thay đổi phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, theo hướng xử lý, kiểm soát dữ liệu tự động giúp cơ quan thuế sử dụng hiệu quả nguồn lực chi phí, góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thuế trốn thuế. Lợi ích của việc sử dụng quá đơn có mạ của cơ quan thuế có độ chính xác và tính bảo mật cao giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và nhân lực. Tổ chức doanh nghiệp không cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng quá đơn khi đăng ký sử dụng quá đơn có mạ của cơ quan thuế. Tránh được việc nộp chậm, không nộp báo cáo dẫn đến bị xử phạt chi phạm hành chính về quá đơn giúp doanh nghiệp tăng độ uy tín khi giao dịch với khách hàng, giúp ngăn chặn gian lận quá đơn trong công tác quản lý thuế. Để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng quá đơn điện tử, liên hệ chi cục thuế khu vực Châu Đốc, Châu Phú, bộ phận một cửa Châu Đốc, địa chỉ số 50 Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, điện thoại 02963 869 714, bộ phận một cửa Châu Phú, địa chỉ 01 Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. Điện thoại 02963 689 685. Thí thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang. Phương đoàn Vĩnh Quân phối hợp thành đoàn Châu Đốc, Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tổ chức ngày hội sách giao lưu sinh hoạt chuyên đề năm 2022 tại buổi giao lưu các em học sinh đã được ông trần văn dũng phó chủ tịch hội dân học nghệ thuật thành phố chi hội trưởng hội sử học thành phố châu đốc ôn lại ý nghĩa của ngày sách giới thiệu những bộ sách hiện có tại thư viện thành phố châu đốc với nội dung về bắc hồ đồng thời được xem những hình ảnh về bắc hồ với thiếu nhi hình ảnh về miếu bà chú xứ núi sam nghe kể mẫu chuyện lịch sử về chiến thắng điện biên phủ và tham gia các trò chơi đối vui có thưởng trả lời các câu hỏi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân vật và sự kiện lịch sử. Thông qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng đọc sách và thói quen tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, phục vụ cho đời sống và hoàn thiện kỹ năng sống cho học sinh. Ngày 7 và ngày 8 tháng 5, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức giải điện kinh nằm trong khuôn khổ các môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Châu Đốc lần thứ 9 năm 2021-2022 tham gia giải có hơn 119 vận động viên với 7 đoàn đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 10 nội dung 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m cá nhân nam và cá nhân nữ. Thông qua đó nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của thành phố ngày càng phát triển, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các vận động viên ở các xã phường trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, phường Châu Phú A đã triển khai phối hợp thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình với nhiều giải pháp phù hợp và đã mang lại những kết quả hết sức tích cực. Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn phường Châu Phú A, thường được tổ chức kết hợp giữa truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt nhóm, tư vấn tại nhà, cấp phát tài liệu, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền sinh hoạt văn hóa của địa phương các đơn vị liên quan đều có kế hoạch cụ thể phối hợp với trạm y tế phường cho phố A tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Đến nay, chương trình đã được triển khai trên 11 trên 11 khóm. Phụ nữ mang thai được tư vấn nhà tiếp cận dịch vụ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh ngày càng đông, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, phường Châu Phú A còn tổ chức chiến dịch truyền thông lòng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch quả gia đình đến khớm có tỷ suất sinh cao, có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao. Trong thời gian tới, phường Châu Phú A sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, để làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác dân số kế hoạch quả gia đình trong tình hình mới phối hợp chặt chẽ với các khóm trên địa bàn phường, triển khai tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cộng tác viên nhằm đáp ứng năng lực, chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, ngoài việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thành phố Châu Đốc còn chú trọng việc ứng dụng máy móc, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, qua đó đã góp phần tăng năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hiện nay bà con nông dân trên địa bàn thành phố châu đốc đã đẩy mạnh đầu tư các máy móc như máy làm đất máy gạt đập liên hợp máy cuộn rơm máy xạ hàng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương vì sử dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp đã đem lại nhiều kết quả cao như mở rộng diện tích cây trồng và nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích so với làm thủ công gấp nhiều lần giảm được sức lao động rút ngắn thời gian làm đất Bên cạnh đó, việc sử dụng các phương tiện hiện đại trong sản xuất nông nghiệp trên các cánh đồng trên địa bàn thành phố Châu Đốc cũng đã khẳng định nông dân đã dần hoàn thiện cơ giới quá trong các khâu từ sản xuất đến khâu thu hoạch. Nên việc thực hiện cơ giới vào sản xuất đã làm cho nông dân có điều kiện và thời gian để tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Thời gian tới, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong các khâu từ làm đất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến bảo quản, chế biến nông sản để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Vụ lúa hè thu năm 2022, thành phố Châu Đốc dự kiến xuống giống 6.251,03 hectare, tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2022 nông dân các xã phường đã xuống giống vụ lúa hè thu được 4.919,01 trên 6.251,03 ha đạt 78,69% so với kế hoạch căn cứ vào khung lịch thời vụ của cục trồng trọt cho khu vực đồng bằng sông cửu long và tình hình khí tượng thủy văn thời gian xuống giống theo từng tiểu dùng của vụ trước diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng rầy nâu vào bảy đèn trong và ngoài tỉnh khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu 2022 trong toàn tỉnh An Giang được khuyến cáo bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Tổng diện tích sản xuất lúa thành phố Châu Đốc xuống giống sẽ rơi vào đợt 2 và đợt 3 lịch xuống giống của tỉnh. Trong đó lịch xuống giống né khô hạn và chia sẻ nguồn nước trên địa bàn thành phố Châu Đốc chia làm hai đợt như sau. Đợt 1 xuống giống từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022 âm lịch. Xuống giống tại các tiểu dụng nằm trong kế hoạch xả lũ dụ thu đông 2022 và xuống giống tập trung ở những vùng thu hoạch đông xuân sớm và đại trà 2.693,54 hecta Đợt 2 xuống giống từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022 xuống giống dứt điểm ở những dùng thu hoạch đông xuân muộn còn lại. Tùy theo tình hình sày nâu vào bảy đèn ở từng phường xã mà có lịch xuống giống cụ thể, nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt tập trung né sày và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu dùng không để nhiều trà lúa đang xen nhau. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu bưởi da xanh là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bến Tre, nhưng trong những năm gần đây, loài cây ăn quả khó tính này đã được ông Nguyễn Văn Lợi ở khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, là người tiên phong trồng bưởi da xanh, được xem là bài bản nhất. Không phải vô cớ mà ông Lợi lại từ bỏ công việc kinh doanh đang ăn nên làm ra ở Tây Ninh để bỏ ra một số tiền khoảng 6 tỷ đồng đến phường Núi Sam mua đất đầu tư trồng bưởi da xanh. Trước khi quyết định giao toàn bộ nghề kinh doanh cho các con đi làm nông dân, ông đã đến dùng đất núi Sam để tìm hiểu khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây một cách cẩn thận. Sau hơn một năm tới lui tìm hiểu thực tế từ những người nông dân nơi đây, nhận thấy khí hậu là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển các loại cây trồng có muối như mít, cam, quýt và đặc biệt là bưởi đầu năm 2019, ông lợi quyết định quy hoạch khu đất rộng 5 hecta để xuân giống trong 2.000 gốc bưởi da xanh. Ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ khấm thị nông một phường núi sam cho biết như sau: Tại cái vùng bưởi của mình thì nói đúng ra thì nó rất là chịu cái cây cái vùng đất mình đây nó chịu cây có muối. Giá trị của cây bưởi mình thì nó 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 rất là tốt là cái là mình xuất khẩu được cái thứ nhất cái thứ 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 hai nữa là cái cái đất ở đây nó rất chịu cái cái bưởi da xanh ruột đỏ đến nay sau gần 3 năm đầu tư vườn bưởi của ông đã phát triển xanh tốt và cho những trái đầu tiên không như những nhà vườn khác nóng dội trong việc cho đậu trái khi cây còn nhỏ trong suốt 3 năm đầu đời ông áp dụng kỹ thuật tác động dinh dưỡng chủ yếu là dùng phân hữu cơ dành để nuôi cây và hạn chế tối đa phân vô cơ để đất không bị thoái quá bạc màu ông Nguyễn Văn Lợi khóm Vĩnh nông một phường núi sam cho biết thêm à, bây giờ cái cây bưởi này thì nói đúng ra nó rất rất là khó khó cái 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 cái, cái trồng à, nhưng mà nếu biết, biết kỹ thuật nó thì phải ráng học hỏi qua vấn đề mà khoa học kỹ thuật các loại côn trùng sâu rầy này nọ thì nó rất thích cái lá bưởi non à, khi mà cái cơi bưởi mà nó ra như vậy thì 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 cái cái lá non của nó rồi cái con côn trùng nó rất là thích ví dụ sâu dẻ bùa sâu cuốn lá cho nên nó ảnh hưởng đó đây là sâu cuốn lá nè nó ảnh hưởng nhưng mà khi mà lá già về rồi thì nó hết ăn nó không còn ăn nữa ở cho nên cái chu kỳ của nó thì bây giờ khi mà lá cơi lá nó vừa ra thì mình phải kiểm tra để mình xịt mình ngừa thì cái bưởi nó mới phát rãnh tốt. Cái thứ hai nữa về vấn đề trồng trọt thì phải có khoa học kỹ thuật. nhờ cái là phường núi Sa mình có tổ chức qua hội cây trồng cục bảo vệ thực vật An Giang. Tôi có đi tập huấn thì tôi thấy có hướng mình mình học hỏi được nhiều hơn một trong những yếu tố góp phần mang lại hiệu quả trong việc trồng bưởi của ông là sử dụng hệ thống tưới nước bằng giòi phun sương, thay thế cho hệ thống tưới bằng dây ống cứ mỗi khoảng trống giữa hai gốc cây bưởi ông đặt một giòi phun sương. với hệ thống này khi tưới đất sẽ ướt đều diện tích rộng tạo được độ ẩm cho đất giúp rễ bưởi dễ hấp thu nước các loại khoáng chất thiết yếu đảm bảo cho bán kính phun nước phụ khắp mặt đất Ông Nguyễn Nhân Lợi, Khớm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, chia sẻ như sau. Phân thì mình xài phân vi sinh, ví dụ như thuốc cũng chế tạo vi sinh để để để, để trừ trừ kháng kháng bệnh thì sạch bưởi sạch bưởi tốt thì lấy cái thương hiệu của 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 bưởi phường núi sam để sau này là mình khai thác đây rồi để bán cho khách du lịch là một hai nữa nếu có điều kiện xuất khẩu được vô việc gáp được cũng có tên tuổi của của vùng miền của mình đến nay bưởi đã xa qua kết trái lứa đầu tiên ông ngắt bỏ toàn bộ qua chỉ chừa lại vài quả để đánh giá chất lượng ông ước tính với bình quân mỗi cây cho ra 15 quả mỗi quả khoảng 1,5 kg giá bán bình quân từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng trên một ký, thì mỗi cây sẽ cho thu nhập trên 700.000 đồng. Với 5 hecta mỗi năm ông thu về khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng trên một vụ. Nhờ chịu khó học hỏi thêm kiến thức, tham khảo bạn bè có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng cây ăn trái, liên hệ với nhiều nơi tìm nguồn phân bón hữu cơ để chăm sóc cây bưởi, nên chỉ sau một thời gian ngắn, ông Lợi đã thay đổi được diện mạo của vườn bưởi da xanh của mình. Đây là loại cây tiềm năng có giá trị kinh tế cao để phát triển kinh tế gia đình tại phường Núi Sam. Ông Trần Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội nông dân phường Núi Sam cho biết. Thì hiện tại trên địa bàn phường Núi Sam thì có rất là nhiều mô hình, trong đó nổi trội chội nhất của phường là đó là mô hình tổ hợp tác trồng vườn phụ nữ sam trong đó thì có định hướng lâu dài là cái bưởi da xanh của chú nguyễn Văn lợ ở khóm vĩnh đông một thì hiện tại thì cái bưởi da xanh là cũng gần 3 năm tuổi thấy là sau này là định hướng là thứ nhất là hội nông dân phường sẽ phối hợp với quỹ ban phường sẽ tham mưu cho cấp đảng quỹ hỗ trợ cái việc gáp sẽ theo tiêu chuẩn là xuất khẩu như châu âu như các nước mỹ thì định hướng là sẽ tham mưu là lấy cái thương hiệu là bưởi da xanh núi sam. Có thể nói ông Nguyễn Nhân Lợi là người nông dân trong thời đại mới không chỉ biết đến việc tập trung vào trong sản xuất mà còn biết thay đổi tư duy để có những sáng tạo độc đáo mới lạ đầu tư phát triển kinh tế. Nhưng bưởi của ông thực sự là một mô hình đột phá của người nông dân phường núi sam trong việc tìm hướng đi mới trong sản xuất. chào các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những mục đích và yêu cầu được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh An Giang đề ra trong kế hoạch công tác năm 2022. Năm qua thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, phong trào nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành đoàn thể, quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nồng cốt. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy đảng chính quyền địa phương, chỉ đạo ban ngành đoàn thể triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong đó triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng công an phối hợp tốt với mặt trận tổ quốc, ban ngành đoàn thể trong công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên, kịp thời, đa dạng quá nội dung và phù hợp với đặc điểm từng dùng, từng nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư lồng ghép việc tuyên truyền xây dựng phong trào với các hoạt động tuyên truyền khác để nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 58 mô hình đang hoạt động, những mô hình phát huy hiệu quả tích cực như rủ nhau làm tốt ở xóm chăm, camera an ninh, hợp mặt giúp đỡ người hoàng lương, tự quản về an toàn giao thông, nhất là mô hình hai an, an ninh trật tự, an sinh xã hội, được Bộ Công an công nhận, thông báo toàn quốc về hiệu quả hoạt động. Từ kết quả này, nhiệm vụ của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 được Ban chỉ đạo tỉnh đặt ra là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đẩy lùi, làm giảm tội phạm hình sự, tích cực tham gia xây dựng khóm ấp, xã phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự truyền thông để nhân dân phát hiện tố giác tội phạm, vận động đối tượng ra tự thú, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường phối hợp với mặt trận tổ quốc, ban ngành đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và dân vận đặc biệt tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về nội dung ý nghĩa của ngày hội gắn với vận động tham gia đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm tệ nạn xã hội phối hợp cơ quan truyền thông đăng tải thông tin về gương người tốt việc tốt trong quần chúng nhân dân và lực lượng công an Bên cạnh đánh giá cao thành tích đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, toàn thể cán bộ chiến sĩ cần nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt công tác này. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng phong trào phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đặc điểm dân cư, nhằm quy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội tiếp tục xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương chú trọng phong trào hay cách làm hiệu quả thực sự đi vào cuộc sống góp phần giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời nắm bắt giải quyết triệt để vụ việc nảy sinh ở cơ sở không để phát sinh tội phạm quý vị và các bạn vừa nghe bài an giang nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới, số mắc có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào mùa dịch. Do đó, để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đã gửi văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 ngày 15 tháng 6 năm 2022 và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trước mùa dịch và phát huy vai trò của chính quyền ban ngành đoàn thể người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết. Tính đến tháng 5 năm 2022, thành phố Châu Đốc đã ghi nhận 79 ca mắc sốt xuất huyết dengue và 47 ổ dịch ở các địa phương trong thành phố Châu Đốc tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, lồng ghép với truyền thông phòng chống COVID-19 và các hoạt động khác để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước động, nơi lăng quăng bò gậy, mũi phát triển, đầy kính nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Trước nguy cơ bùng phát mạnh của dịch sốt xuất huyết, các chuyên gia cảnh báo người dân không lơ là phòng dịch, nhất là đang trong thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm, là điều kiện lý tưởng để mũi dằn truyền bệnh sinh sôi phát triển, đặc biệt sốt xuất huyết và COVID-19 rất dễ nhầm lẫn với nhau khi đều có các biểu hiện ban đầu như sốt, đau đầu, đau mỏi cơ. Như vậy, người dân phải cẩn trọng, không được chủ quan. Lưu ý người dân không được chủ quan, đưa trẻ đến nhập viện muộn mà phải luôn nghĩ đến trẻ có thể mắc sốt xuất huyết khi sốt, chứ không phải chỉ lo trẻ mắc COVID-19 hay là căn bệnh khác. Phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có một trong các dấu hiệu sau đây thì cần phải đưa trẻ ngay vào trong bệnh viện, ngay cả trong đêm như quấy khóc, bức rứt, lăn trở khó chịu hoặc ly bì đau bụng, chảy máu cam, máu răng hoặc nôn ra máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống cùng với dịch sốt xuất huyết bộ y tế cũng lo ngại vào thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm tại khu vực miền bắc và bắt đầu mùa mưa tại khu vực miền trung miền nam sự giao lưu đi lại của người dân cao trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa đường hô hấp bệnh do mũi truyền như là bệnh tiêu chảy do virus rota, tay chân miệng, lị thương hàn, sợi cúm, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản thường có số mắc cao và có thể bùng phát thành dịch lớn. Do đó, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương quyết liệt phòng chống dịch bệnh mùa hè, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát dịch trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bài chủ động các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo ra sức bật giúp cho xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển. Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Châu quyết tâm nâng chất các tiêu chí, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từ khi có chủ trương của xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân trong xã Vĩnh Châu nhiệt tình tham gia các phong trào do địa phương phát động như làm cầu, đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh. Nhờ xây dựng nông thôn mới mà diện mạo của ấp xã Khang Trang xanh sạch đẹp hơn thực hiện kế hoạch nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới theo quyết định số 1005 ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Châu tập trung thực hiện tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm tiêu chí số 01 về quy hoạch, tiêu chí số 03 về thủy lợi và tiêu chí số 17 về môi trường an toàn thực phẩm. Đến nay, xã đã nâng chất được 3 tiêu chí trên. Xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao nhằm đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong năm 2021, xã Vĩnh Châu đã nâng cấp đường Lê Hồng Phong giai đoạn 2, giảm giá đường vào Nghĩa Trang Nhân dân thành phố, Mương Hai Nguyên ấp Mỹ Phú, công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở ban chỉ huy quân sự xã. vận động người dân trong xã đã nâng cao ý thức chỉnh trang nhà cửa, xây dựng hàng rào, trồng cây xanh, trồng hoa, tham gia giữ gìn an ninh trật tự để nâng chức các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao xã vĩnh châu đề ra nhiều giải pháp theo đó xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với cấp ủy chính quyền và nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện chương trình phát động phong trào hiến đất và tài sản trên đất phục vụ thi công các công trình giao thông nông thôn đa dạng quá các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới nâng cao cho xây dựng nông thôn mới có chính sách khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn xã tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập đẩy mạnh liên kết sản xuất với doanh nghiệp kịp thời khen thưởng biểu dương các tập thể cá nhân có cách làm hay mô hình tốt trong xây dựng nông thôn mới để nhân rộng đồng thời khơi dậy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo và có trách nhiệm của ban chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao Thời gian tới, xã Vĩnh Châu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân trong vai trò thực hiện, thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, quyết tâm không để giảm sút bất cứ một tiêu chí nào, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt nhưng chưa vững chắc, đảm bảo đủ điều kiện để tỉnh tổ chức thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Vĩnh Châu tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.